Em Dũng xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin bóc hàng một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng. Đó chính là một chiếc âm ly high-end của một thương hiệu đẳng cấp. Và đây là một trong những cái dòng âm ly đời cao và một cái công nghệ mới. Với những dòng Acouphase thì các bác sẽ biết đến nó là những cái mẫu âm ly cao cấp. Và nó chỉ là những, nó xuyên suốt tất cả những sản phẩm của nó là chỉ sản xuất những dòng âm ly cao cấp các bác nhé. Và với những dòng Acouphase trước mặt các bác đây thì là một cái mẫu âm ly đời cao. Đó, một dòng thế hệ mới, máy thế hệ mới. Và nó sử dụng cái công nghệ Class A và đánh bằng xóm MOSFET các bác. Các bác thể thấy là một chiếc âm ly nó đẹp gần như các bác mua mới luôn. Đó, thùng xốp full hết luôn. Đó các bác, tất cả thùng xốp từ cái má xốp cho đến dây nguồn rồi thì tất cả mọi thứ luôn. Nó nguyên đài nguyên kiện các bác nhé. Em xin phép bóc thùng cái đấy, chiếc âm ly này ra để cho các bác chiêm ngưỡng cái độ đẹp của nó. Đó, em để hết catalog thứ. Đó các bác, catalog zin nguyên bản còn mới đét luôn, chưa nhàu, để cẩn thận em nhé. Đó, tất cả mọi thứ để cẩn thận luôn. Đây là điều khiển đây các bác, mới đét luôn. Với những dòng 560 trở lên thì nó sử dụng cái mẫu điều khiển mới rồi các bác. Và những cái điều khiển rất là đẹp các bác ạ. Đó, nhìn rất lịch sự luôn, mặt bằng tranh. Nó phay nhôm ở đây, cầm mát mát tay, rất là thích, đặc trưng của những điều khiển cao cấp các bác. Rồi đây, còn đây là dây nguồn zin của nó các bác nhé, lưu giúp em. Những chi tiết này thì các bác đi mua hàng cũ thì mà có được những cái chi tiết này thì nó rất là tốt các bác. Rồi bây giờ sẽ đến nhân vật chính là một chiếc Acouphase E560 các bác. Mới đét đèn đẹp luôn. Đó, để xuống cho anh. Và bây giờ bóc cho anh, bóc cẩn thận rách mất cái siêu của nó. Và cái siêu của con Acouphase này em ngửi lên xem mà. Tự đi xem mà. Rồi. Cái siêu của Acouphase này, đây là siêu zin của nó luôn các bác nhé. Nó đẹp xuất sắc luôn. Thì em Dũng nói luôn các bác là với những dòng Acouphase, xem có cái gì nót dưới chân rồi. Lấy cho anh cái gì để anh quay dưới chân vậy. Đấy, để dưới chân cho anh. Đấy, để lên đây cho anh. Với những dòng Acouphase 560 này thì các bác lưu giúp em là nó là một dòng thế hệ mới và nó sử dụng cái mạch Class A các bác nhá, cực kỳ chất luôn. Đấy các bác, chiếc âm ly mới đét đèn đẹp luôn. Và thằng này thì đây các bác, tình trạng về là đẹp không thể đẹp hơn được. Chiếc âm ly này thì nó có sử dụng cả một cái option ở đây. Đó, đây các bác, để tháo cho anh xem nào. Nó có option, đây là nó cái option phono và giải mã cổng quang các bác nhá. Nó có option ở đây. Đây. Đó các bác. Nó có những cái bộ option ở đây. Đấy. Thì các bác những cái bộ option này các bác phải mua thêm, các bác lưu cho em nhá. Bộ option này các bác phải mua thêm. Đây các bác. Nguyên bản những chiếc âm ly này thì nó sẽ như này. Còn cái bộ option các bác phải mua thêm cái bộ DAC của nó các bác nhá. Đó, em gắn lại vào cho anh. Cái bộ option của nó các bác nhá. Đây này. Option 1, option 2 các bác. Thì những cái chiếc âm ly mà E560 này nó là một trong những cái dòng âm ly mà nó cho các bác một cái chất âm đẳng cấp. Đó các bác, tình trạng đẹp như này, nó là gần như là âm ly mới rồi các bác nhá. Tình trạng là luôn các bác là âm ly mới rồi, mới đét đèn đẹp luôn. Đó. Để các bác chơi. Nếu bác hỏi em là so sánh cái dòng E560 này với cái thằng E600 thì chọn cái nào, thì cái cá nhân em Dũng thì em sẽ ưu tiên chơi những cái dòng có đuôi các bác nhá, 560. Đó, phải là 6 cái dòng 650 cơ thì nó mới hơn được cái dòng này đó các bác. Thì những cái mẫu này thì em cũng không phải test chất âm nhiều các bác ạ. Đây này, mới đét luôn, âm ly mới đét luôn. Hôm sau em sẽ có cặp JBL 4343 để em tẩn vào chiếc âm ly này các bác nghe thử. Hoặc là những dòng JB xịn khác các bác nhé, L300 Submit, L200 các bác, L65 Zumbai các bác. Đấy là những cái mẫu loa, hay là chơi có thể chơi vào những dòng loa Tannoy Adden đó các bác. Hay là Tannoy gì nhỉ, gì nhỉ, 2V-Loop gì đấy các bác, Sterling 2V-Loop các bác. Đó, thì đây là một trong những cái mẫu âm ly mà các bác có thể chơi với những dòng loa cao cấp các bác nhé. Và đây là một dòng âm ly tích hợp công suất lớn đó các bác. Đèn vu của nó rất là đẹp, dòng đèn vu sáng nhất trong những dòng Acouphase các bác. Nói về mặt đèn vu này thì nó là một cái mẫu đèn vu mà sáng nhất của những dòng Acouphase luôn đó các bác. Và cái đèn vu đẹp nhất trong những cái mã Acouphase các bác nhé. Về sau này kể cả những dòng 650 hay những dòng 4000, 5000, 6000 gì cho nữa thì nó cũng không có cái mặt đèn vu đẹp này đâu các bác. Mặt âm ly rất là to. Đó, đây một trong những dòng âm ly tích hợp nó có công suất lớn các bác. Thì ruột gan thì như mới rồi, nó gọi là âm ly mới rồi các bác ơi. Bởi vì nó tình trạng như này là quá mới rồi. Với những chiếc này thì em cũng không phải giới thiệu về phần kỹ về những cái phần gọi là chất âm hay là màu âm cái thứ, bởi vì nó là những dòng cao cấp các bác nhá. Công suất của nó thì
Đây nó chỉ ghi 270W ở đây thôi. Các bác không ghi nhiều đâu các bác nhé. Đó, cọc loa rất là chất đây. Em nói luôn cái chiếc âm đi này thì giá trên thị trường những chiếc mà full thùng xốp mà đầy đủ phụ kiện như này thì nó phải tầm 130 triệu trở lên đó các bác. Em để các bác giá là 115 triệu chiếc âm đi này, đầy đủ thùng xốp, full thùng xốp như này các bác nhé. Giá như thế giá những chiếc âm đi không thùng xốp và những chiếc âm đi không đủ phụ kiện đó các bác. Em để các bác giá như những chiếc âm đi không đủ phụ kiện luôn. Và tình trạng của nó là gần như mới các bác nhé. Gọi là sử dụng lướt đó. Bác nào mà có nhu cầu sở hữu chiếc âm đi này E560 chất lượng đó các bác thì nhắn tin cho em, full thùng xốp các bác nhá. Thùng xốp này thùng xốp zin, không phải thùng xốp làm lại đâu các bác. Để có tất cả luôn, từ những cái mút xốp là nguyên bản mới đét luôn các bác nhá, thơm nức luôn đấy các bác. Đó, bác nào có nhu cầu lấy chiếc âm đi này thì nhắn tin cho em. Đây là một trong những chiếc âm đi cao cấp để mà chơi những dòng loa cao cấp các bác nhá. Acouphase E560 đó các bác. Ngoài ra thì em đang có 305V và những dòng âm đi cao cấp khác. Đó, các bác có nhu cầu lấy thì nhắn tin cho em. Em xin kết thúc video ở đây. Đây là một video em bóc thùng cái con E560 này. Đó, ở video sau em sẽ test nó với những chiếc loa, cặp loa chất lượng các bác nhé. Rồi, xin kính chào các bác.